Khi bạn đi vệ sinh ban đêm mà gặp chị gái ấy. Một đứa. Và khi mẹ bạn gặp chị gái ấy. Ý là mày làm gì vậy? Đi đâu? Đi em ơi. Chị đợi gì mà đứa nào cũng sợ. Thì ra mày chọn cái chết. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Chết lần nữa thiếu mày. Dạ em xin lỗi chị, nó mất từ đây về sao em không dám đụng vô tới nhà chị nữa đâu à. Quả nha mày, tối rồi gặp tàn phá gì đâu không. Trời ơi, vô lộn nhà không mà nó quýnh mình muốn méo cái mỏ nha. Tức ghê vậy đó. Chị em nhà cám. Tiền lấy tiền đi mua đồ cho má nè. Thôi con không đi đâu nắng lắm. Đi không? Con biết rồi. Đi à, cái biểu coi. Biểu ấy cái gì? Mày đưa mua đồ cho mẹ kìa. Bây giờ bà có tay có chân không? Có sao không có, sao tao đứng đây nói chuyện được với mày? Có tay cho mày tự đi mua. Cha cha hiếp con nó ơi. Con nhỏ này có cái em xuống đài hiếp thôi hả? Tao kêu mày mua đồ sao đem đây đi sai đâu mày? Mày được lắm. Má ơi, mày kêu tao cái gì? Trời con thề má luôn, con có đứa em trai hả? Con yêu thương yêu quý đùm bọc nó giết cái cuộc đời luôn á. Bởi vì con thề là con sẽ không bao giờ nói với má là bữa nay nó trốn học đi chơi net ở quán bà Sáu, hiện tại đang còn chơi đẳng. Đâu á? Ngon, bữa nay ngon. Ủa mày kêu con gì? Mày lấy cái cây cho tao coi. Đi lên kia chơi. Trời ơi, tụi nghiệp quá, đợi con xíu. Làm gì lâu vậy? Hình ảnh tuổi thơ của các anh chị 8X9X đã từng và cả hiện tại. Ôi mày học mày ơi. Lo học không lo chơi như mày. Tao biết chơi là bẻ cổ bữa đó. Hả? Biết rồi. Ủa cái gì? Kéo ra có gì không chị Tư? Chị thấy con cưng ngoài quán nát á, nó đi học tinh học hay hả? Trốn học chi em vậy cưng? Dạ nó học tinh học á chị, nó học ở quán nào vậy chị? À quán đó hả, tôi đi thẳng quẹo phải nó tới nha. Dạ cảm ơn chị nha, đúng rồi đó chị. Lại chết, gừng không nhanh. Chửi gừng. Chết nữa không biết luôn. Chửi biết gì. Gia đình nhà người ta. Ý ơi. Dạ. Cho chị mượn điện thoại để chị điện cho bạn chị qua rước chị nha, điện thoại hết pin rồi. À mẹ kể nè. Gia đình nhà cám. Ai ấy? Kêu ai gì? Mượn điện thoại đi coi. Điện thoại tao hết pin rồi, bấm số điện thoại bạn coi dùm coi. Xài cho cố hết pin giá chịu, có sợ tưởng xài ra dẫn rồi cho mượn. Mất cái lộn cái đấy phụ tao hơi chém vỗ cả nè. Nè mày đưa không? À đó không là không. Mày đưa tao mượn không? Đó. Tao đi mép mẹ mày chơi game. Chơi cái trò gì mắc dịch. Đi vô cái dịch. Chơi mất dạy mày. Hai tụi mày làm gì mà tới ngày âm sầm vậy? Thử coi được chưa? Trời đất ơi, tí quen nhảy đâu mà. Thiết ghê trời.
chứ mày nghĩ sao, kêu tao quay tao có biết gì đâu mà quay cho đẹp. Không biết tí nữa thì cô biết cách này nè. Má ơi má, nhậu má thế cháu mới đi nhậu á má ơi. Nhậu hả? Mày ơi, mày chơi vậy là chết tao rồi. Tí gì má nhảy mới nhiều ai. Ờ, tôi nói bà là lấy giá giống tiền bà đi mua đồ rồi đi chân ghét tao. Má con hả? Má bà thằng kia mày. Chưa lòng hả? Dạ mày chưa? Không, để hy sinh xíu để tao biết chuyện là được rồi.